Cả anh em, hôm nay mình giới thiệu cho một cái loại một số bò ốc. Đây, ốc đầu tiên đây là bò ốc Nga cà phê tím. Loại này bò ốc sứ. Loại nhỏ kích thước từ 2 cm đến 3 cm nè. Đặc điểm ốc này là vỏ nhỏ, mặt lưng nâu, chấm bi trắng. Nhìn rất đẹp nha bà con. Còn đây là vỏ ốc heo chocolate, màu như màu cà phê vậy á. Vỏ ốc sứ phổ biến kích thước từ trung bình từ 5 đến 7 cm. Loại này có nhiều màu sắc sặc sỡ, sáng bóng và mịn nha. Đẹp không bà con? Nhìn rất đẹp. Mình mới sưu tập được mấy loại vỏ ốc. Đây một con nữa. Còn đây là bò ốc vân heo tròn. Bò ốc sứ có kích thước từ 9 cm nha. Mặt lưng màu nâu vàng. À, nhìn màu vàng nè. Với vân tròn, gần bụng có màu nâu nhạt. Ốm tròn màu nâu sẫm. Sống chủ yếu phân bố ở Khánh Hòa, Vũng Tàu, Quảng Ngãi nha anh em. Rất đẹp. Còn đây là vỏ ốc heo bông nha. Người ta thường gọi là vỏ ốc heo bông. Với hình trụ có kích thước từ 9 đến 11 cm. Mặt lưng màu nâu sẫm. Gần bụng màu nâu nhạt, có những ốm tròn nâu sẫm nha. Nhìn thấy giống không? Phân bố cũng Khánh Hòa, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, v.v. Nhiều nơi mọi địa điểm có đều có loại ốc này. Mình mới sưu tập lại được thôi. Đây, thêm một con nữa mình mới sưu tập. Còn lại vỏ ốc này là người ta nói là vỏ ốc Vân Hổ nha. Vỏ ốc sứ có thước từ 10 cm nha. Có hình dạng tròn, da màu vàng trơn, bóng. Lưng ở trên có nhiều chấm vân tròn màu đen nha, phân bố chủ yếu cũng Vũng Tàu, Khánh Hòa, Ninh Thuận, vân vân. Nhìn đẹp bà con. Con này quá đẹp. Con này người ta đã điêu khắc nha. Ốc này thì nó lai. Để em bà con. Mấy ốc này thường chủ yếu phân bố ở Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Nhiều địa điểm nữa. Mình chỉ biết mấy địa điểm này thôi. Mấy ốc này mình mới sưu tập được. Nhìn rất là đẹp. Tất cả anh chị em nha.